Song Hye-kyo lần đầu thừa nhận khổ vì một chuyện trong khi chồng cũ Song Joong-ki hạnh phúc viên mãn. Song Hye-kyo vừa được vinh danh là nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Baekjang Art Award cho vai diễn Moon Dong-eun trong The Glory, Vinh Quang trong Thù Hận. Trong bài phát biểu khi nhận giải, nữ diễn viên nhân cơ hội này để bày tỏ tình yêu chân thành với gia đình, đặc biệt là người mẹ luôn tận tụy ủng hộ cô. Song Hye-kyo chia sẻ, đối với tôi, niềm hạnh phúc của mẹ là điều quan trọng nhất, bà rất thích xem The Glory và sự tán thưởng của bà có ý nghĩa lớn đối với tôi, thậm chí còn hơn cả những lời khen ngợi. Tôi luôn lo lắng về việc khán giả sẽ phản ứng thế nào với những bộ phim của mình, nhưng quan điểm của mẹ là quan trọng nhất. Hồi tưởng lại hành trình của mình, Song Hye-kyo nhấn mạnh việc được nhận giải thưởng không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là minh chứng cho nỗ lực của toàn bộ đội ngũ đằng sau The Glory. Dù đã thành công rực rỡ, nhưng Song Hye-kyo thừa nhận cô có nhiều tham vọng hơn và muốn khám phá các thể loại khác nhau trong những tác phẩm gần đây của mình. Khi được công nhận về kỹ năng diễn xuất ở tuổi 40, Song Hye-kyo đã thừa nhận những thách thức kèm với sự già đi của một nữ diễn viên. Thời trẻ cô cho rằng diễn xuất sẽ dễ dàng hơn theo tuổi tác, tuy nhiên càng ngày Song Hye-kyo càng phát hiện sự phức tạp, khó khăn khi hóa thân vào những nhân vật khi trưởng thành. Ở độ tuổi 20, nhìn vào các tiền bối ở độ tuổi 30 và 40, tôi nghĩ đến tuổi của họ, diễn xuất sẽ dễ dàng hơn với tôi. Giờ tôi đã đến ngưỡng tuổi đó, nhưng nó, diễn xuất vẫn không hề dễ dàng. Các nhân vật mà tôi thể hiện cũng đang trở nên già hơn, vì vậy tôi thấy khó khăn hơn khi liên hệ với trải nghiệm của họ. Tôi đã sống qua độ tuổi 20 nên có thể dễ dàng liên hệ với các nhân vật ở độ tuổi 20 hơn. Tuy nhiên, tôi không biết mình sẽ trải qua những gì trong tương lai. Cũng không biết các nhân vật ở độ tuổi của mình trải qua những gì, vì vậy cần phải nghiên cứu và tìm hiểu không ngừng để có thể bộc lộ một cách chân thực bản chất của từng nhân vật. Song Hye-kyo chia sẻ, mặt khác cách đây không lâu, trên diễn đàn dành riêng cho người hâm mộ, Song Joong-ki đăng thông báo vợ anh đã sinh con đầu lòng, nam diễn viên viết, hôm nay tôi có một tin vui như mơ muốn chia sẻ trước với các bạn, vợ tôi vừa sinh con trai ở Rome, Italy, quê hương của cô ấy, cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, tôi đang chăm sóc gia đình mình với niềm hạnh phúc và sự biết ơn, tôi nghĩ đây là món quà quý giá nhất đến với vợ chồng chúng tôi, ước mơ lớn nhất của chúng tôi là có một tổ ấm hạnh phúc đến cuối đời, tôi nghĩ rằng ngày tuyệt vời ấy đã đến nhờ sự hỗ trợ của nhiều người, xin cảm ơn mọi người. Hồi tháng 5, cặp đôi dự định tham gia liên hoan phim Cannes cùng nhau, nhưng Cathy Louis đã gần đến ngày sinh, Song Joong-ki cũng chia sẻ anh muốn nhanh chóng kết thúc lịch trình để về chăm sóc vợ. Song Joong-ki công khai tình cảm với Cathy Louis Sader, một cựu diễn viên hơn anh 1 tuổi hồi cuối năm 2022. Đầu năm nay, anh công bố đã đăng ký kết hôn, bà xã đang mang thai con đầu lòng. Theo nét, Cathy Louis Sader là gia sư tiếng Ý cho thành viên đoàn phim Vincenzo, tác phẩm có Song Joong-ki đóng chính từng gây tiếng vang, sau đó hai người bén duyên và nảy sinh tình cảm. Thời điểm mới công khai tình cảm, Song Joong-ki gây tranh cãi khi tiết lộ đã tìm hiểu và yêu vợ hiện tại đã được 3 năm, trong khi mới ly dị Song Hye-kyo năm 2019. Năm 2016, Song Joong-ki mua một căn biệt thự ở Itaewon với mục đích làm tổ ấm tân hôn của anh và Song Hye-kyo. Tuy nhiên, từ khi cưới, hai người không ở ngôi nhà này, đến khi ly hôn, căn nhà này vẫn để trống. Đầu năm 2022, Song Joong-ki quyết định đập đi xây một ngôi nhà trên nền đất cũ. Cơ ngơi này trị giá khoảng 20 tỷ won, có 3 tầng dưới đất và 2 tầng trên mặt đất với tổng diện tích sàn là gần 1.000m². Dinh thự này là nơi Song Joong-ki, Cathy Louis Sader và gia đình cô sinh sống. Nam diễn viên tiết lộ bà xã là người khôn ngoan, khéo léo, đi qua đổ vỡ, Song Joong-ki tìm thấy bến đỗ hạnh phúc, đồng thời có những dự án thành công như Vincenzo, cậu út nhà tài phiệt. Khi tham dự liên hoan phim Cannes 2023, tài tử 37 tuổi chia sẻ với vợ, tôi rất hạnh phúc, tôi biết rằng mình đang trải qua rất nhiều cảm giác mới, nhưng rồi một lần nữa, tôi lại cảm thấy như chẳng có gì cả, bởi nhiều thứ đã thay đổi. Tạo lập gia đình riêng và có con là hai trong số những mục tiêu lớn nhất của tôi trong đời, vì vậy tôi rất phấn khích và hơi lo lắng nhưng theo cách tốt và tôi đang cố gắng không quá lo lắng. Song Joong-ki sinh năm 1985 là sao nam có lượng fan đông đảo, anh ghi dấu với chuyện tình Sung Kyung-kwan, hậu duệ mặt trời, Asanda Chronicles, đảo địa ngục. Anh và Song Hye-kyo từng tạo nên cơn sốt trên toàn châu Á với bộ phim Hậu duệ mặt trời, cặp sao kết hôn năm 2017 và ly hôn sau 2 năm chung sống.